Chu Thọ Sương triều Tống là con của quan hình Bộ Thị Lang Chu Tốn. Mẹ của ông là Lưu Thị, xuất thân thấp hèn. Năm Thọ Sương lên 7 tuổi, cha mẹ chia tay nhau không còn sống chung. Về sau mẹ ông tái giá rồi theo chồng, biệt vô âm tín. Sau khi Thọ Sương lớn lên, thường luôn nhớ nghĩ về mẹ, song không còn chút manh mối nào để có thể biết được hiện giờ mẹ đang lưu lạc nơi đâu. Ông vì thương nhớ mẹ mà trong lòng không lúc nào nguôi được nỗi buồn. Cuối cùng, ông quyết định từ hoàng, nhất định lên đường tìm gặp cho được mẹ mình. Ông trải qua vạn dặm đường đời, nếm đủ trăm cây ngàn đắng, lưu lạc khắp nơi, nhưng vẫn chưa đạt được ý nguyện. Mỗi khi dò la được chút tin tức gì ở nơi đâu, dù rất mơ hồ, ông cũng lập tức băng đèo lội suối tìm đến tận nơi, hy vọng tìm gặp lại được người đã mang nặng đẻ đầu ra mình. Sự tìm kiếm của Chu Thọ Sương quả thật chẳng khác nào mò kim đáy bể. Thời gian trôi qua đã xóa hết đi mọi dấu vết mong manh mà mẹ ông để lại. Những lần dò hỏi tìm tòi của ông phần lớn chỉ nhận được những cái lắc đầu ngơ ngác và những câu trả lời không manh mối. Nhưng ông vẫn nuôi hy vọng sẽ gặp lại được người mẹ hiền, vẫn không mỏi mệt đêm ngày tìm kiếm khắp nơi. Chu Thọ Sương vốn từ nhỏ đã tin theo Phật giáo, thường đến chùa lễ Phật, cúng dường tam bảo, cứu giúp người nghèo khó. Trên đường gian nan tìm mẹ, ông càng vững lòng tin hơn nữa. Lúc nào cũng cầu nguyện chư Phật gia hộ cho việc tìm mẹ của mình sớm được kết quả. Hơn thế nữa, ông còn phát nguyện tự mình sao chép trọn bộ Thủy Sám thành rất nhiều bản, truyền rộng ra khắp nơi để làm lợi ích cho nhiều người. Bản thân ông cũng thường trì tụng không mệt mỏi và luôn để tâm tự xét những lỗi lầm của mình để sám hối và tu dưỡng. Quả nhiên, sự quyết tâm và những nỗ lực của Chu Thọ Sương cuối cùng rồi cũng được đền đáp. Một hôm, ông phiêu bạt đến vùng Đồng Châu thuộc tỉnh Thiểm Tây, hết sức tình cờ gặp lại được mẹ của mình. Tuy tóc bà đã bạc trắng, khuôn mặt khô gầy, thay đổi rất nhiều qua thời gian, nhưng ông vẫn còn nhớ rõ như in và lập tức nhận ra ngay khi nhìn thấy bà đang chậm rãi bước đi. Kể ra cũng thấy lạ làm sao, lúc bà ra đi thì Thọ Sương chỉ là đứa bé 7 tuổi. Hôm nay đã lớn khôn trưởng thành, trải qua hơn 20 năm dài, thế mà hình dáng của mẹ vẫn được ông ghi khắc kỹ trong lòng. Vừa thoáng nhìn là đã nhận ra được ngay, nhưng mẹ của ông thì không tài nào nhận biết được ông. Ông vội vàng chạy đến gọi mẹ, vẫn thiết tha như ngày nào. Mẹ ơi, mẹ ơi, con là Thọ Sương, con của mẹ đây. Bà mẹ đứng sững lại, ngắn người kinh ngạc. Ở trời ơi, thật là con của mẹ đó sao? Làm sao con biết mẹ ở nơi này mà tìm đến? Hai mẹ con đã 20 mấy năm không gặp, ôm nhau hòa khóc giữa đường, quá thật là mừng chảy nước mắt. Rồi bà mẹ khóc nức nở, hỏi han việc những năm qua còn sống thế nào. Thọ Sương đem việc lang thang khắp nơi kể lại cho bà nghe, khiến bà không khỏi ngậm ngùi rơi nước mắt. Thế là Chu Thọ Sương hết lòng hiếu dưỡng. Từ đó ông mới nhận làm chức quan Từ Nông Thiếu Khanh. Ngoài việc triều chính ra thì dành hết thời gian để chăm sóc phụng dưỡng mẹ già, dốc lòng hiếu thuận. Không bao lâu, câu chuyện tìm mẹ của Chu Thọ Sương đã trở thành một giai thoại được truyền đi khắp nơi. Ai nghe thấy cũng hết lòng ngưỡng mộ. Cố Hùng là người rất hiếu thuận. Ông là con trưởng trong nhà, còn có hai người em hãy còn nhỏ dại. Người cha rất mực thương yêu các con,
nhưng cánh nhà không được dư giả, nên lúc nào cũng thiếu trước hụt sau. Cố Hùng đi dạy học ở xa, nhận được tiền lương chỉ giữ lại vừa đủ chi tiêu cần yếu, còn bao nhiêu gửi cả về cho cha để lo cho gia đình, nuôi dưỡng các em. Mùa xuân năm Canh Tý, Cố Hùng nhận lời mời đến nhà bà họ Trường làm gia sư. Ngày mới đến dạy, bà Trường biết Cố Hùng là con nhà nghèo, việc chi tiêu cá nhân thường éo hẹp, liền trả đủ tiền lương trọn một năm, đồng thời bảo ông rằng: số tiền hôm nay tôi đưa cho thầy, chắc chắn cha thầy không biết đến. Ở đây có người vừa rao bán một ruộng lúa non, vậy thầy hãy dùng số tiền này mà mua, đến mùa thu hoạch có thể kiếm được số tiền lời cũng kha khá. Như vậy thì tiền lương thầy vẫn gửi đủ về nhà, mà cũng có thêm được một số tiền để chi dụng đó. Cố Hùng hết lời cảm ơn ý tốt của bà Trường, xong ông nghiêm nghị đáp: Thôi thôi, tôi không thể làm như thế. Cha tôi vẫn còn đó, dù việc lớn hay nhỏ đều phải do ý cha tôi quyết định. Tôi này tuy đã lớn khôn, ra ngoài kiếm sống, nhưng vẫn không dám vượt quyền cha. Tiền kiếm được xin gửi trọn về nhà, tùy ý cha tôi định liệu. Cho dù làm theo lời bà, có kiếm được thêm tiền, nhưng giấu giếm cha tôi là chuyện tôi không thể làm. Thế là sau khi nhận đủ tiền lương cả năm, Cố Hùng liền gửi trọn hết về cho cha. Do Cố Hùng tự mình nêu gương hiếu thuận, nên con cái của ông về sau đều có phẩm hạnh tốt. Con trai ông là Tế Minh, thi đậu tiến sĩ từ khi còn rất trẻ, làm quan đến chức hàn lâm học sĩ. Ngô Nhị là một người dân nghèo ở huyện Lâm Xuyên, tỉnh Giang Tây, hầu hạ chăm sóc mẹ già hết sức hiếu thuận, luôn cố gắng làm cho mẹ được vui lòng. Một hôm, có thầy tướng số đi ngang qua nhà, chăm chú nhìn ông hồi lâu, rồi nói: Cứ theo sát khí hiện thấy thì đúng giờ ngọ ngày mai ông sẽ bị sét đánh chết. Ngô Nhị nghe như vậy thì vô cùng hốt hoảng. Tuy ông không hề sợ chết, nhưng lại sợ không có ai chăm sóc hầu hạ mẹ già, liền theo khẩn khoản van xin thầy tướng số chỉ cho một phương cách cứu nạn. Thầy tướng lắc đầu nói: Ta cũng chỉ là thế sao nói vậy thôi. Chuyên nghiệp duyên nhân quả của mỗi người đều tự làm tự chịu, ta cũng không có cách nào hóa giải được. Nói rồi dứt áo đi thẳng. Ngô Nhị lại nghĩ, nếu mình bị sét đánh chắc chắn sẽ làm cho mẹ kinh hãi. Vì thế sáng hôm sau, ông chuẩn bị thức ăn điểm tâm cho mẹ xong, liền thưa với mẹ rằng: Thưa mẹ, hôm nay con có chút việc phải ra ngoài, xin mẹ hãy qua ở tạm bên nhà của hàng xóm. Nhưng người mẹ không chịu đi, lại khăng khăng muốn giữ ông ở nhà. Ông còn đang bận biệu chưa dứt thì bỗng thấy mây đen kéo đến che kín cả bầu trời, sấm sét nổi lên ầm ầm. Ngô Nhị càng thêm lo lắng, sợ nếu mình ở đây thì sét đánh xuống sẽ làm cho mẹ kinh hãi, vội vàng đóng chặt cửa lại rồi chạy thẳng ra ngoài đồng, ngồi đó chờ sét đánh. Không ngờ chỉ trong chốc lát mây tan mưa tạnh, bầu trời lại trong sáng trở lại. Ngô Nhị vẫn không bị sét đánh, bình an trở về. Hôm sau, thầy tướng số đi ngang nhà, nhìn thấy Ngô Nhị thì kinh hãi nói: Ông làm sao có thể thoát được đại nạn đó vậy? Ngô Nhị trả lời không biết, rồi kể lại cho thầy tướng số nghe tường tận mọi việc. Thầy gật đầu nói: Ta đã rõ rồi, đó là lòng hiếu thảo của ông, cảm động thấu trời xanh, nên mới trải qua đại nạn không chết. Từ đó về sau, Ngô Nhị càng hết lòng hiếu kính với mẹ già, xóm giềng trông thấy không ai là không kính phục.
Dương Hiếu Tử, người làng Vu Kiều, huyện Võ Tiến, tỉnh Giang Tô. Cảnh nhà hết sức nghèo khổ, cha mẹ lại ốm yếu, thường xuyên bệnh tật, quanh năm lúc nào cũng cần đến thuốc thang. Vì thế, ngoài việc lo cơm cháo, còn phải chi tiêu rất nhiều cho việc khám bệnh và mua thuốc men. Trong hoàn cảnh khó khăn như thế, lại gặp lúc thời cuộc biến loạn, muốn đi làm thuê cũng chẳng ai thuê. Dương Hiếu Tử không biết làm sao để lo chu toàn cho cuộc sống của mẹ cha. Vạn bất đắc dĩ, chỉ còn cách chịu nhục, đi ăn xin để về nuôi cha mẹ mà thôi. Mỗi ngày xin được bao nhiêu thức ăn, chàng Dương đều mang cả về để cha mẹ dùng trước. Nếu thấy cha mẹ vẫn còn chưa no, cho dù bản thân đói đến hoa mắt thì cũng không dám ăn, luôn chờ đến khi nào cha mẹ ăn no. Nếu còn dư thừa thì ăn, nếu không còn thì vẫn vui vẻ uống nước qua bữa, hái rau dại để cầm hơi, không bao giờ để lộ cho cha mẹ biết mình đói thiếu. Hôm nào được chút thức ăn ngon, dù chưa đến bữa, cũng chạy bay về dâng lên cho cha mẹ dùng ngay. Nhưng Dương Hiếu Tử không chỉ lo việc phụng dưỡng cha mẹ bằng miếng ăn thức uống. Dù trong hoàn cảnh khốn khó, phải sống nhờ sự bố thí của mọi người, ông vẫn luôn quan tâm đến việc làm cho cha mẹ vui lòng. Mỗi ngày khi về đến nhà, ông đều tìm những chuyện vui để kể cho cha mẹ nghe, lại tự mình học lấy những trò ca múa chốn dân gian, thỉnh thoảng lại vừa hát vừa nhảy múa để làm trò tiêu khiển cho mẹ cha. Dương Hiếu Tử đi xin về nuôi cha mẹ theo cách ấy đến hơn mười mấy năm trời. Mọi người trong làng đều khuyên ông đi xa để lập nghiệp, gửi tiền về nuôi cha mẹ, không phải sống quá khổ nhọc tồi tàn như thế. Dương Hiếu Tử cười đáp: quả thật nếu tôi đi xa làm ăn thì có thể kiếm được tiền, nhưng vì cha mẹ tôi rầy đau mai yếu, nếu không có tôi bên cạnh thì biết lấy ai chăm sóc hầu hạ đây. Mọi người nghe ông nói như vậy đều cảm động, cho rằng ông đúng là một người con hiếu thảo. Thôi Miện từ nhỏ đã hết sức hiếu thuận. Cha ông qua đời từ khi ông còn tẩm bé. Mẹ ông vì quá đau lòng, khóc lóc đến nỗi mù cả hai mắt. Thôi Miện bán cả ruộng vườn, đi khắp nơi tìm thầy hay thuốc tốt về chữa trị cho mẹ. Nhưng các danh y được mời đến đều lắc đầu bó tay không chữa được. Từ khi mẹ trở nên mù lòa, mỗi ngày Thôi Miện đều lo việc phụng dưỡng hết lòng, chí thành cung kính, chăm lo tất cả mọi vấn đề sinh hoạt hàng ngày của mẹ. Lúc nào cũng nghiêm cẩn hết mực, không bao giờ thay đổi. Từ những thứ như y phục, đồ ăn, thức uống và tất cả mọi nhu cầu cần thiết trong đời sống hàng ngày của mẹ, Thôi Miện đều tùy theo thời tiết trong năm mà thay đổi sao cho thích hợp. Lúc nào cũng làm cho mẹ được cảm thấy vui vẻ thoải mái, không thiếu thốn thứ gì. Những ngày thời tiết tốt đẹp, Thôi Miện dìu mẹ ra ngoài đi dạo hóng mát, hít thở không khí trong lành của đất trời, tận hưởng những làn gió mát thoang thoảng chút hương thơm của mạ non. Tuy hai mắt của mẫu thần đã mù, không thể thưởng thức phong cảnh đẹp như tranh của làng quê yên bình, nhưng Thôi Miện thường đi cạnh bên, miêu tả cảnh vật bên ngoài cho mẹ nghe, làm cho mẹ ông cũng có cảm giác như đang được tận mắt thưởng thức. Mỗi ngày trước khi đi ngủ, Thôi Miện luôn dành thời gian kể cho mẹ nghe những việc xảy ra trong ngày, để bà không có cảm giác cách biệt với mọi sinh hoạt xã hội. Về sau, Thôi Miện làm quan ngày càng thăng tiến, song lúc nào cũng vẫn giữ một mực cung kính đối với mẹ của mình, luôn tự mình chăm sóc phục dịch mọi sinh hoạt hàng ngày, chứ không bao giờ để cho gia nhân làm thầy. Ông còn tự tay trồng rất nhiều loại cây ăn trái trong vườn nhà mình, như đào, mận, quýt, dần dần. Do đó mà suốt bốn mùa trong năm, lúc nào cũng có trái cây tươi ngon ngọt để dâng lên mẹ mình.
Sau khi mẹ già trăm tuổi, thôi miệng lại phát tâm ăn chay trường, tụng kinh niệm Phật, hồi hướng phước lành, cầu cho mẫu thần được vãng sanh. Bởi suốt một đời thôi miệng luôn nêu cao tấm gương hiếu hạnh, nên con cháu của ông cũng đều rèn luyện được nhân cách hơn người. Thôi miệng làm quan đến chức trung thư thị lang, con trai được phong làm hữu phủ, là một trong những danh tướng thời bấy giờ.